Chào bà con, chào các bác này. Hôm nay đến nhà ông Nga để nhờ ông chia sẻ cái lợi nhuận của chăn nuôi bò gây lái này. Lợi nhuận sau ông nuôi cái đàn này, tức là chính xác là mấy năm rồi? Hả? Nuôi đàn này vừa đúng được 4 năm. 4 năm mà từ lúc mình mua con này là B đúng không? Là B. B là lúc mình mua là bao tiền? Là 29 triệu. 29 triệu. Có chữa 5 tháng. À, đấy đầu tiên đấy là lúc ý là nó có chữa sẵn rồi đúng không? Nó có chữa đầu tiên 5 tháng rồi. Thì về thì như vậy đến bây giờ là như vậy. Thế là bán được mấy con rồi? Được 4 con được bao tiền rồi? 4 con thì một con được 30 triệu, một con được 28 triệu. Thế sau con này đẻ mấy lứa rồi mà này mới được 4 năm mà. 4 năm thì như vậy là 4 đứa ấy mà này 4 con rồi ấy. Đây hai con này, một con 28 triệu, một con ấy không? Tức là bán được một con 28 ấy này. Một con 30 triệu. Thế là hai con là một con 28, một con 30 rồi. Đây còn hai con này đây. Đây còn hai con này. Đấy, nuôi bò lái thực ra là nó lợi nhuận là nó về sau này. Các bác mà cứ tính ăn ngay là không có nhỉ. Thế bây giờ là con kia có chữa 4 tháng và con này cũng có chữa như vậy này. Thế là gọi là gần sang năm thứ 5 rồi. Đấy. Này được. Bán được hai con là được gần 60 triệu này. Đấy, bây giờ này còn này, còn này. Gọi dư được hai con B này nữa. Lại con mẹ lại có giống sẵn rồi. Lại hai cái con có giống sẵn rồi đấy. Đấy. Lợi nhuận là nó phải về có thời gian. Đây. Lòng sim lùn này. Lòng này thì các bác nuôi rất là mắn đẻ luôn nhá. Loại này đẻ 51 luôn. 51 đấy, đúng 51. Ông cái dòng sim lùn này thường thường nó đẻ rất là giữ mình. Lúc nào nó cũng giữ mình như thế này. Giữ mình. Mà đẻ 51 luôn. Thế là con này thế là nước sữa cũng được chứ đúng không? Đấy, nước sữa đây. Bây giờ là nó thôi cho bú rồi à? Thôi rồi. Bây giờ con này cứ lấy giống vào có chữa cái là nó đạp luôn con không cho bú luôn. Con này chính là mấy tháng? Con này mới được như vậy là không biết là 6 tháng rồi chú ạ. 6 tháng. 6 tháng mà con mẹ lại lấy giống được 4 tháng rồi. Vì hơn 1 tháng cái nó bắt đầu là nó đi qua 28 ngày bắt đầu nó lại đi giống rồi. Đấy. Nói chung cái dòng sim lùn này là nó đẻ rất là mắn luôn. Con này là lấy giống là được 4 tháng rồi gì? Nói chung là nuôi bò lái này người ta thường giống được từ bé. Chọn những con giống chuẩn thì mình nuôi nó yên tâm. Còn con này là con của nó. Con của nó đấy. Con này là được bao nhiêu thời gian này? Con này tính từ lúc nuôi. Từ lúc nuôi đến giờ là được như vậy là được con 16 tháng thì 11 tháng đã lấy giống rồi. Lấy đi giống sớm nhỉ. 11 tháng đấy ai bảo là ấy, đã lấy cái được ngay đấy. Tiêm phòng đầy đủ hết rồi. Tiêm là tiêm từ lúc bắt đầu nó bé tiêm chứ. Không, bắt đầu có viêm da nổi cục cái là tức là thế lúc mới đã lấy giống chở. Chả. Lấy giống á thì con này bắt đầu tiêm xong thì bắt đầu lấy giống. Tiêm xong thì mới lấy giống thì được. Tiêm xong thì lấy giống này. Được con chữa chắc chắn rồi. Đây, lối này đẹp này. Tuyệt vời luôn. Có bán con này không? Bán tất. Con nào bán ba kia làm nhà bán hết. Không có con nào là không. Đấy, bốn bố chọn. Rồi những con lối này là dễ chăm. Ăn đi lối như dày mình. Ăn như là dòng này là dòng pha lai man này. Lai sim pha lai man. Đấy, kia con kia. Con này chữa được mấy tháng á? Hơn như vậy 2 tháng này. Mới hơn 2 tháng này. Nhưng mà được 3 tháng này. Được giống rồi gì? Được giống rồi. Thế nó tính thì được có 13 14 tháng rồi à? Hả? Con này là như vậy là 16 tháng chứ. Thế tưởng là 11 tháng lấy giống. Hả? 11 tháng lấy giống. Thế thì như vậy là tiêm phòng trừ cái thời gian tiêm phòng đi. Thì trừ trả tiêm phòng thì mất như vậy là hơn 1 tháng thì mình lấy giống lại không? Tức là mình lấy lại gì? Không, tức là mình phải bỏ đi để đi giống vì tiêm phòng xong thì lấy giống nào được? Rồi. Đấy. Tức là cái lúc bấy là nó đi giống nhưng không lấy. Không lấy mình bỏ đi. Thế mình tiêm phòng. Tức là bỏ đi cái thời gian này xong rồi tiêm phòng. Là hơn 1 tháng. Thế là nó rơi tầm 13 tháng mới lấy giống. Đúng. Thì xong rồi nó rơi 17 tháng rồi. Đấy. 15 17 tháng. Đây con này là cũng mua từ B đúng không? Mua từ B đấy. Lúc mua là 15 triệu B à? 15 triệu B. Được, như vậy là đẻ mấy lứa rồi. Con này con thứ 5 đây, cũng con thứ 5 đây. À, thế là chứng tỏ hai con này mua cũng ngang thời gian nhỉ? Ngang nhau mẹ. 4-5 năm hết rồi. Con này cũng bán mấy bê rồi nhỉ? Con này cũng bán như vậy là coi đấy, đây con này là con thứ 5 của nó đây. À, thế hôm nay lại lấy giống rồi. Lấy giống rồi. Con này được mấy tháng không? Con này được như vậy là 3 tháng rồi, gần 3 tháng thì lấy giống được hơn 2 tháng. Để 51 đều cũng 51 tất mà, con nào cũng 51 mà. Được, thế là được đấy, con này nước sữa được đấy. Con này nước sữa quả là chấm luôn đấy. Con rất mập luôn. Con mập luôn. Mà con này nó lại cho bú đến lúc bán con thì thôi. Thế chứ này đâm ra nó mới sút mình. Okay. Không như con kia. Con này nó cũng thuộc dòng livestream, nó ta pha, nó dày mình. Nhưng mà con này như vậy là lấy này ngon này. Mà cái phách con của nó ra đẹp. Đúng rồi, nhìn cái này, cái mông của nó rộng này, nó to mông này. Nó đẻ con lúc nào nó mông nó cũng đẹp hơn. Già con nào cũng đẹp. Nói đúng mức thì như thế. Con này thì nhỏ mấy lứa vừa rồi bán toàn được giá thì nó tinh được như vậy là suýt soát 30 triệu một con. Đấy. Bây giờ các bạn là toàn thụ tinh 3B cho nên nó nhanh, được thu nhập nhiều. Tinh 3B. Mấy con bò này bây giờ gần như là ăn không hết còn gì nữa. À, cái nhóm này được ăn không hết rồi, ăn không mấy lắm này. Chứ mẹ chục con thì tao làm đấy, nuôi bò lái nó lãi ở cái chỗ ý chứ. Góp mày ở chục con bò con thì bao nhiêu tiền? Bây giờ thành ra là tận còn gọi là 2 cặp mới lại 1 con chửa. Mấy con này thì chửa hết rồi gì nữa. Hết rồi, không có sao cả. Đấy. Nuôi bò lái này chủ yếu nó gần như nó kiểu tiền tiết kiệm. Tiền nhưng mà nó chắc. Nó không bị ít có xảy ra hiện tượng hỏng hóc. Cơ bản là phải phòng dịch đầy đủ mà như vậy này. Nói chung là nuôi nó cứ phải sạch sẽ này mới được rồi. Thứ nhất là nó tránh được cái viêm da của cục mới ruồi mũi các thứ. Chăn nuôi nhiều nhà đến nhìn như nhà gu ấy vừa rồi. Hột quá. Nhà nó thì mình đây nuôi này mẹ. Đấy, nhìn con bò đi nó phải sạch sẽ. Như này mẹ chuồng ngày nói chung cứ phải xịt cho nó vài lần. 4 lần. Lắng thì như vậy là cứ 20 phút phụt lên mái 1 lần. Đấy. Đây, con này đẹp này. Ôi trời ơi, đến con này. Nó nhìn cái lối nó dáng khác hẳn luôn. Đấy, con mẹ kia là cái đợt đấy là không lấy được 3B thì tức là lúc ý theo kỳ nó bảo là thôi không lấy 3B nữa. Thế là ông lấy ấy, thế là được cái con bò lại, được con bò cái đẹp. Thế là may. Thế là con này là nó quý là nó thụ tinh man đấy chứ. Hả không? Hay là đi lấy giống? Đi lấy con bò nhà Lập ngoài Zalo đấy, con bò Thị Hoa Hậu đấy. À đúng rồi. À, con bò Thị Hoa Hậu của nó ấy. Rồi. Thế thì bắt đầu là mình lấy thì được cái con bò cái thì tôi nhìn ra tôi nói ôi giời để ngay giống. Con này nó dòng livestream pha lai man, con bò đực của nó. Đấy, con bò đực của nó Thị Hoa Hậu đấy, nó được giải nhì của thành phố Hà Nội đấy, con bò gì của nó ấy. Con này đẹp này. Con quá đẹp. Nói chung là cái lối này là nó dễ chăn. Đấy. Quá đẹp. Ăn đúng làm thẳng bằng mà chả bao giờ biết đi ngoài. Ăn xương. Nhìn những con bò lối nó đẹp, nhìn nuôi nó cũng ham. Nó thích hơn. Đây. Đấy. Mà nhìn thuộc bò này thì đúng không ai là không, tóm lại là mình nói thế thôi nhưng mà phải nói chăn nuôi như nhà mình này là được, nó sạch sẽ. Nhìn vào riêng cái này nó là cái độ lớn của nó đã khác hẳn này. Mình chăn nuôi cứ để nó bẩn nó hốt lắm, nhìn nhiều nhà nuôi con của nó là cái tiền của mình ở đấy ở đâu. Mẹ bỏ ra mấy trăm triệu để đây coi như là đôi trăm triệu ở đây rồi đúng không? Thế bây giờ nó là ấy, nó là tiền, nó là cái gì? Tiền này không chăm sóc cẩn thận chết. Nhiều nhà nó nuôi xong người ta không để. Bảo đại bảo nhiều tôi không là thế. Đấy, cũng già chứ mẹ mai. Nói chung là nuôi bò lái này thì là ví dụ như mình mà cứ không tiêu đến, cứ để bơ đi vài năm nhiều tiền lắm. Ta không tiêu đến bỏ ra vứt một tiền. Thật, nếu không tiêu đến những bò lái để ra rất nhiều tiền luôn. Hôm trước mày không ra đây, quay làm gà đông tao.